Những ai hâm mộ y Hàn Quốc có thể thấy mỗi khi sinh ra trước công chúng, họ đều đeo khẩu trang kín đáo mít. Dần già, đây cũng biến thành trào lưu trong giới trẻ, khi mà ngoài công dụng chống bụi thì đây cũng là cách tăng cảm giác bí hiểm cũng như giúp gamer thủ khoa được đôi mắt đẹp nếu có. Trong số các quan boy Trung Quốc cũng có một anh chàng nổi tiếng với phong cách đeo khẩu trang như vậy. Tuy nhiên thế hệ đây, khi gương mặt thật của chàng quan boy khẩu thiết bị tiết lộ, dân tình đã không tránh khỏi một phen sốt nhẹ thất hạt đại nhân là một quan boy cực nổi với hình tượng bí hiểm cùng chiếc khẩu trang đen. Quan boy chúng ta nhắc đến ở đây có biệt danh là thất hạt đại nhân, sở hữu gần 7 triệu lượt follow trên trang cá nhân. Từ xưa đến nay, thất hạt luôn gây tuyệt hảo với hình tượng thần bí, dù sinh ra nơi công cộng hay ly giác giao lưu với fan đeo cư cư chiếc khẩu trang đen trên mặt dẫu vậy, đôi mắt to, đôi mày rậm cùng nước da sáng của anh chàng vẫn đủ thú vị các phan nữ và ai nấy đều khẳng định đây chắc chắn là một nam thần đi trai. Thế nhưng, đời không như mơ khi vài ngày trước, một người qua đường đã vô tình chụp được nhan sắc thật của thất hạt đại nhân vào khoảnh các anh chàng tháo khẩu trang xuống. Không còn đạo cụ che đi, những khuyết điểm trên gương mặt thất hạ dần lộ ra quá ra anh chàng chẳng phải soái ca gì mà gì là một thanh niên trong hết sức bình soàn, nếu không muốn nói là hơi soàn sắc. Bên cạnh đó, người chụp cũng khẳng định chiều cao của thất hạt khá kiêm tốn, chỉ vào tầm 160cm. Gương mặt thật của thất hạt bị tiết lộ qua một bức ảnh do người qua đường chụp. Sau khi gương mặt thật của Wallboy 7 triệu follow này được tung lên, lượng theo dõi của anh chàng ngay lập tức giảm xuống đáng kể không chỉ người bình soàn mà cả văn của thất hạc cũng không giấu nổi sự thất vọng. Thôi anh đeo khẩu trang lên cho em nhờ, biết thế không xem ảnh này, không xem thì có phải hình tượng nam thần bí hiểm vẫn còn nguyên đó không, nếu đập trai thật thì người ta đã không phải giấu đi. Các văn kêu gào. Thậm chí có người nhận xét thiếu đi khẩu trang, trong thất hạc vô cùng giống với anh hùng su neo nhỏ nhọn trong đo vi môn, một số người khác thì dành cho thất hạc biệt danh thế hệ là thú mỏ dịch. Thực tế, đây không phải là lần đầu thất hạt để lộ gương mặt, bởi trước đó anh chàng cũng tự đăng ảnh không đeo khẩu trang của mình lên rồi. Thế nhưng trong những bức ảnh cũ, thất hạt đều dùng tay che bớt một phần gương mặt, đồng thời vận dụng góc chụp cũng như filter camera. Bởi vậy, so với ảnh người qua đường chụp, trong anh chàng thế hệ hoàn toàn khác biệt như thế. Trước đó tất hạt cũng tự đăng ảnh không đeo khẩu trang, nhưng đều kéo che một phần gương mặt đi bằng tay hoặc máy tính bản. Vậy là lại một nam thần nữa giữa tăng hình tượng rồi các gamer thủ ơi.